Mà giới là cái gì sư Khang biết không? Thì cái này tôi biết, tôi nói bạch thượng tọa, năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới, mười giới trọng 48 giới, kinh giới của Bồ Tát. Ngài hỏi mười giới là cái gì? Thì tôi rành rồi tôi kể mười giới cho ngài nghe. Ngài nói sư Khang biết giới thứ sáu, thứ bảy, thứ tám là cái gì không? Tôi nói bạch thượng tọa, đó là giới, mà nó không phải. Năm giới đầu là giới, năm cái giới sau là hạnh, chứ không phải là giới. Giới thì dễ giữ mà hạnh khó nhìn. Hồi đó siêu trưởng giảng cái này rất rành. Giới thứ sáu là con nghe xem hát múa đờn kèn, đó là sư đâu có hải ái. Chứ đó là cái tư cách của người tu, cái quan nghi của người tu. Sư mà phạm rồi thì cư sĩ nó không dám làm gì hết đó. Còn có mấy cái giới kia sát sanh trộm cắp tà dâm, nó thưa sư tới cùng. Thành ra cái giới dễ giữ mà cái hạnh mới là khó vậy. Mà cái hạnh là cái điều kiện để người tu đi đến quả A-la-hán. 3 ngàn quan nghi, 8 muôn tế hạnh. Mà bây giờ một vị tỳ kheo mà đúc cái y hạ vô lỗ đích như vậy để văn pháo này mà chạy ra sách thùng nước tới tưới nước thì có hạnh kiểm gì không? Bây giờ sư sách tưới nước đi mà bây giờ cứu được 40 căn nhà, đừng nói 40 căn nhà, 1000 căn nhà bây giờ cũng không thành đối với một cái hạnh kiểm của 10 xuất gia. Chết chưa? Tôi mới hiểu cái ý nghĩa của Đức Nhị Tổ Giác Chánh. Bây giờ đừng nói 40-50 căn nhà, bây giờ cả ngàn căn nhà bỏ cháy dưới cái đầu A-la-hán, sư muốn cái nào? Sư nói là 1000 tỷ tam thiên đệ thiên thế giới đổi A-la-hán, sư không đổi. Mà tại sao có 40-50 căn nhà mà sư đổi với cái hạnh kiểm của sư? Mình thấy cái nhìn của ngài nó độc đáo, nó khác biệt. Ngài không quan trọng về vật chất, mà ngài quan trọng về cái đạo quả. Về cái đạo quả, thấy không? Hình là tôi nhớ cái ngày đó, hồi đó có ông sư ở dưới đoàn người cũng vậy đó. Ông bệnh sao không biết mà phong thấp tê tức, cái chân nó đi cà nhắc. Mà đi bát thì cái chân vậy đâu có cho đi, vậy tôi không cho đi. Thì có ông thầy thuốc bắc, ông rất giỏi. Ông hốt cái thang thuốc mà ông nói là thuốc này thuốc quý không nha sư. Bây giờ con đề nghị với sư vậy nè, nếu mà sư uống, sư nấu nó phải 10 thang. Mà một thang 100 mấy chục ngàn nha sư, nó mất rồi đó, tiền trăm mấy chục ngàn bây giờ bằng mấy trăm ngàn đó. Thì bây giờ sư có thể ngâm rượu sư uống thì một thang thôi. Còn nếu sư nấu uống thì 10 thang cũng chưa hết, mà ngâm rượu một thang là hết. Bị cái rượu nó mạnh, nó dẫn thuốc thì sư là thuộc về thấp khúc. Nó làm cho sư đi được liền. Sư uống chừng 1-2 ngày là đi được liền. Còn cái 10 thang kia sư uống cả tháng cả năm cũng chưa chắc đi được. Nhưng mà tôi thấy là cái giới giữ độ mấy sư đừng như không được uống. Nhưng mà cái này phương tiện làm thuốc mà sư. Thì vị đó mới nói để con bạch với thượng tọa. À, thì tới bữa đọc giới đó, quỳ lên bạch. Thượng tọa trả lời sao biết không? Mình mới hiểu cái độc đáo của Nhị Tổ. Tôi nói trên đời này chưa tìm được người thứ hai. Ngài nói chẳng những là 10 thang, mà 100 thang tôi cũng xin cho sư nữa. Chứ đừng nói 10 thang. Bây giờ mấy ông thầy thuốc có nói giờ 1 thang uống nó hết, mà cái này không uống hết, phải 100 thang tôi cũng xin cho sư 100 thang. Nhưng mà sư tuyệt đối đừng uống rượu. Thì mình thấy cái ý nghĩa của Nhị Tổ mình nói là cái nhìn về đạo quả thôi. Bất kỳ cái gì vật chất đều xua ra hết, miễn làm sao đạo quả. Mà đạo quả là cái gì? Là giới lực. Cái nền tảng đầu tiên để mà xây cái ngôi lầu A-la-hán. Thì Đức Phật cũng nói hãy còn giới lực là còn đạo Phật. Mới giới lực mất thì đạo Phật phải mất. Mà đạo Phật còn là do tăng ni, không phải thiện tính. Thiện tính là kẻ lỡ hội đường Minh Đăng Quang. Mà tăng ni còn là do thiện tính. Thì tăng ni thiện tính nó biết cách hộ pháp thì tăng ni còn. Mà nó không biết cách hộ pháp nó chạy theo danh lợi thì tăng ni chết. Nhưng ông nào chân tu thì chết. Ông nào không có môi mép là chết. Còn ông pháp sư nào môi mép nhiều thì nó chạy theo nó hộ thì ông thầy trò xa đỏ hết. Thành ra Đức Sư Trưởng là chú trọng đến tăng ni. Đó là cái rường cột của ngôi nhà Phật giáo. Còn thiện tính chỉ là những cái cột con thôi. Dầu có mất đi thì cái nhà nó cũng còn vững, nó hơi siêu dẻo một chút. Còn cái cột cái này mà sụm rồi thì cái nhà Phật giáo tiêu liền. Mà cái cột cái này là giới lực. Giới thì mới tu thiền định được. Thiền định rồi mới trí tuệ được. Rồi giới lực tới rốt ráo rồi thì phải tùy tận với giới.
Giới chính là ta, ta chính là giới. Thì chỉ có Như Lai mới đạt tới đó thôi. Bồ Tát còn chưa nữa. Bồ Tát còn 10 giới trọn 48 giới khinh mà. Chứ còn dưới giới. Và chúng ta đâu có nghe nói giới Như Lai đâu. Như Lai không có giới. Năm giới, tám giới, năm giới là trời sắc dục giới, tám giới là trời sắc giới, 10 giới là trời vô sắc và của sa di phải hành tứ y pháp Minh Đăng Quang. Còn 200 năm giới là của tăng tỳ kheo ni, 348 giới. Đời đắc quả rồi đi ra giáo hóa phải có 10 giới trọng 48 giới khinh của giới Bồ Tát hay là giới Phật tử, đây mới là con Phật đấy. Còn chúng ta xưng mình Phật tử, chúng ta là thiên tử và mật tử mốc gì. Đắc quả nhập lưu đó ha, thì bên tiểu thừa cũng chưa phải là Phật tử nữa. Chỉ A-la-hán đó, thì mới là Phật tử. A-la-hán không phát Bồ Đề Tâm cũng chưa phải là Phật tử nữa. Phải hành Bồ Tát mới đắc quả Như Lai. Là cuối cùng có Như Lai mới khỏi dữ giới thôi. Mà trong đời này làm gì có Như Lai. Từ đây tới mà Di Lặc rồi là không có Như Lai đâu. Như Lai nào ra đời, Như Lai nào sinh, Như Lai là Như Lai giả. Vô thượng siêu thanh hải gì đó là nó Phật bà cái Như Lai nào. Thì chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra tôi gần nhớ giác chánh là từ đó đến nay là tôi thấy là tôi chưa gặp, không chắc cũng có, mà tôi chưa gặp người nào thứ hai đó. Có người có cái nhìn xấu sắc, có người có cái nhìn đi ngược dòng đời. Đúng là Đức Phật Thích Ca sau khi đắc quả bỏ cái bát xuống dòng sông rồi nó chạy ngược dòng nước. Mình nghe nó vô lý vô cùng, làm gì mà cái bát mà chạy ngược dòng nước. Dòng nước là dòng đời. Người muốn đắc quả mà A-la-hán phải đi ngược dòng đời. Chỉ trừ khi Bồ-Tát Thánh thị hiện mà không dính mắc đó thì mới xuôi dòng đời. Mà xuôi dòng đời thì theo đời luôn. Nếu mà chưa bất biến mà tùy duyên thì sẽ tan biến liền. Mà ai bất biến, mà ai tùy duyên mà bất biến, chỉ có A-la-hán thôi. Bất lai hả, thánh thứ ba còn bị rơi vào cõi trời sắc giới, tứ thiền sắc giới mà. Chỉ có A-la-hán mới khó khởi tam giới. Mà bây giờ ở đây ai dám xưng La-hán? Ai dám vỗ ngực là ai mình La-hán? Tôi thì bây giờ đang lưỡng lự nữa đấy. Giữa tư tưởng và bát nhã, trên cái lý thuyết thì tôi nóng khá khá, mà trên thực hành thì tôi phải nói trời ơi, giữa mê và ngộ mình phân biệt không được. Nhưng hôm qua tôi nói là giữa cái mà tam thiền, sơ thiền là nội tỉnh nhất tâm, nhị thiền nội tỉnh nhất tâm, thì so với một vị nhất vãng lai không phân biệt được. Một cái nội tỉnh nhất tâm là do tập trung kỹ mạnh lâu và sâu đi thẳng vào đó. Thì hãy xả thiền ra thì mất, mà tập trung trong đó thì được. Còn vị nhất lãng lai luôn luôn nó như vậy. Còn nếu nội tỉnh nhất tâm mà liên tục chìm đắm trạng thái đó thì qua chánh niệm tỉnh giác, thì nó tương tự như quả tánh thứ ba bất lai. Trời ơi, làm sao phân biệt được. Bất lai thì không có nhập, không có sức, thường định như vậy. Thành ra hôm qua tôi có thí dụ là vấn đề mà cái ông tể tướng mà hỏi vấn đề vô minh đó, thì vị kêu ấy bất chợt chửi một cái ổng nổi sân liền. Thì vị thiền sư mới nói đó, cái vô minh từ đó phát khởi, nó đâu có nguyên nhân, tự nhiên là tự nhiên mình vô minh thôi. Thế mà chửi một cái mình bất chợt một cái là mình nổi sân liền. Bây giờ nó từ đâu? Nếu nó nói từ cái chỗ mà không thì thiền sư chửi như vậy, thì những vị bất lai bị chửi sao người ta không vô minh, người ta không nổi dân. Thành ra do chánh niệm tỉnh giác hay không chánh niệm tỉnh giác. Rồi bây giờ sau khi vị tướng nói bây giờ ngài chửi con đi, con nhất định không sân, ngài đâm con chết thì con cũng không sân. Thiệt không? Thật sự. Bây giờ ngài đưa con dao vị thiền sư làm lợi một cái nữa đi, chửi ngài chửi nặng hơn, đâm ngài chết liền, ngài cũng vẫn vui vẻ mà chết. Bất lai chưa? Nó giống hệt như bất lai thôi. Đây là cái thế chuẩn bị của tư tưởng. Còn cái khế kia là bất chợt, không có nằm trong lúc đó vị đó mà ở tam thiền thì tất nhiên là không sanh. Nhưng mà ngài xả ra rồi đâu có ở trong đó. Nên thiền là phải có điều kiện tập trung kỹ mạnh lâu sâu, phải tầm sát hỷ lạc tịnh định xả, rồi bỏ tầm sát bỏ hỷ luôn, chìm đắm trong cái lạc, thì ở trạng thái này là không sanh.
Nhưng làm sao ở hoài được? Hãy có nhập thì có sức. Còn vị bất lai là thường định, chánh niệm tỉnh giác luôn luôn. Thì cái chánh niệm tỉnh giác của vị nhập vào tam thiền với chánh niệm tỉnh giác của bất lai giống hệt tương tự thôi. Nhưng một cái nhập sức, một cái là thường định. Làm sao phân biệt? Trên lý thuyết thì mình thấy nó dễ, nhưng mà khi vào trong thiền là mình thấy nó khó. Làm sao biết mình thường định? Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ khó khăn, là phải có vị thiện trí thức là đi trước mình, hay một vị minh sư, một vị thánh nhân thì mới có thể khai thị được vấn đề đó. Thì quý vị thấy như tôi nói là nó không có một cái khuôn khổ gì để định trong đó hết, mà do một sự sáng tạo của mỗi vị thôi. Thì tôi kể lại câu chuyện của Quyền Giác với Huệ Năng để chúng ta thấy. Thì nó hơi khô khan, bây giờ tôi kể cho nó vui một chút ha, nhưng mà nó rất hay. Chúng ta học 15 hạnh chúng sanh chúng ta mới thấy ra hay chỗ đó. Thì trong cái quyển Chứng Đạo Ca đó, Quyền Giác, ông là một người tu, một người là trình độ rất là cao, nghĩa là nó kêu tiến sĩ đó, Đông Các đại học sĩ vậy đó. Ông đậu cái bằng cấp đó rất cao, giống như tôi Đông Phai. Ông mới tu về Tam Luận Tông, tức là không giả trung, tu có nó cao lắm á, của Trí Giả đại sư đó. Rồi sau ông mới qua Thiền Tông, thì hai cái nó giống hệt thôi. Thì ông thấy mình chứng đắc, nhưng mà không ai mà chứng ngộ cho ông, không ai mà thọ ký cho ông. Thì hôm đó có ông Quyền Sách là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, mới đi du phương, tức là đi hành khất đó. Mình đi mới nghe tiếng ông mới ghé đó, hai người mới đối đáp nhau thì rất là tương ưng, tức là cái trình độ hiểu biết của hai người giống hệt nhau đó. Thì ông Quyền Giác mới hỏi, cái trình bày của tôi là giống như anh, như vậy có phải chứng đắc chưa, và có cần ai thọ ký cho mình không? Thì Quyền Sách mới nói cần cho hồi xưa đó, thời những Đức Phật quay âm dương gì đó, tôi không hiểu cái đó, nói tôi không mấy hiểu. Thì khỏi cần thọ ký, nhưng từ đó về sau là phải có người thọ ký, mình không khéo lọt lắm mà, tức là giữ tư tưởng là bát nhã đấy. Thì anh nói bây giờ anh thọ ký cho tôi không được đâu, tôi với anh tương đương thôi, tôi chưa cái trình độ để mà thử anh được. Thử anh đó là phải đi vào A La Gia của anh á, tôi đâu có làm cái đó được. A La Gia tôi còn chưa biết hết mà. Nhưng mà có cái trình độ giữa bát nhã, giữa anh với tôi nó tương đương thôi, mình là tri kỷ bạn với nhau thì được, chứ còn làm thầy là không được. Nhưng mà tôi được Huệ Năng đó thọ ký, thì bây giờ anh có thể đi đến Huệ Năng rồi Năng thể thọ ký cho anh, anh chứng của anh đi đúng hay không. Bây giờ nếu anh đồng ý thì anh sâu xếp đồ tôi với anh đi. Thì Quyền Giác mừng quá đi, mới hai người nói lời đó trời lấy cái đó. Thì khi gặp Tổ Lệ Năng rồi đó, thì Quyền Giác nhíu ba vòng, chặt cái y mặc như chúng ta, lời lấy phép thả cái y lung ra rồi mặc cái y giống như vậy, đi ba vòng rồi trống cái tích trượng nó hỏng lại, ghê chưa. Thì Lục Tổ mới cười, đại đức từ đâu đến mà ngã mạng quá vậy. Lục Tổ làm liền. Thì ngài mới nói, bạch Tổ, sanh tử là đại sự, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lại, tôi chưa kịp lễ lại là tôi chết rồi. Tôi còn cần giải quyết vấn đề sanh tử là việc lớn, mà vô thường mau chóng lắm, để coi Lục Tổ làm sao, có cái pháp môn gì hay không. Nếu pháp môn là ngài đi liền, có chỉ cách tu như thế nào để dứt sanh tử, như thế nào làm sao để mà tránh được cái vô thường, thì ngài bỏ vậy đi, không lại, không xứng đáng là thầy của mình. Chúng ta thấy độc đáo vậy, vô ông thử liền. Mà hai câu này chúng ta thấy là bao trùm hết Phật giáo. Phật giáo từ Nguyên Thủy, Tiểu Thừa, Đại Thừa có hai câu này thôi. Hai câu này nằm ở trong Kinh Kim Cang. Nhưng mà cái cách diễn tả nó khác, khi mình nắm 15 chúng sanh là mình thấy nó giống hệt nhau thôi. Sanh tử đại sư là gì? Sanh tử là cái sống thiện sống ác này, là việc lớn nhất. Người tu là phải giải quyết vấn đề sanh tử thôi. Mà giải quyết vấn đề sanh tử là để sanh tử vào cái xiềng vàng, cái lượng sống khác. Không, đạo Phật không chấp nhận vấn đề, phải chấm dứt vấn đề sanh tử. Và vô thường là cái chữ biến từng sát na, làm sao đừng dính mắc cái vô thường, đừng dính mắc vào pháp chấp. Cái sanh tử là ngã chấp,
là chuyển biến chu kỳ, cái vô thường là chuyển biến sắc na. Làm sao chấm dứt hai cái này, ngã chấp, pháp chấp? Thì trong Kim Cang có hai câu đó. Ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật đó: dân hà an trụ kỳ tâm, dân hà hàng phục kỳ tâm. An trụ kỳ tâm là gì? Là cái tâm để đâu để mà tránh cái sinh tử? An trụ ở đâu? Hàng phục kỳ tâm là làm sao hàng phục cái tâm chúng sanh? Thì cái này là của Bồ Tát phải trì tưởng. Cái kia là nhận lại. Một cái nhận lại, muốn an trụ tâm là nhận lại cái tâm ngay ở chỗ cái sanh diệt đấy. Thì ở đây Lục Tử Vệ Năng cũng trả lời rất hay. Chúng ta thấy nó giống hệt nè. Thành ra Kinh Kim Cang có hai câu đó thôi. Thành ra sau Vệ Năng mới bắt, sau này ông Ngũ Tổ mới giao cho Vệ Năng là giao Kinh Kim Cang. Còn 20 phút nữa rồi. Đó. Thì sau khi cái câu đó rồi thì Lục Tổ trả lời liền: sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lại. Thì Lục Tổ trả lời: sao không ngay cái sanh tử nhận lại cái vô sanh? Sao không ngay cái vô thường liễu tri cái chân thường? Ngài trả lời hai câu không có pháp môn. Sao không ngay cái sanh tử nhận lại cái vô sanh, tức là A-la-hán? Thì tôi nói là nhận lại thôi. Nó đặt sẵn rồi, có tu, có chứng, có đắc gì đâu. Phải không? Có, ngài đi kiếm có. Tôi không có đồng hồ, tôi đi mua cái đồng hồ là tôi đắc cái đồng hồ. Cái đồng hồ ở trong người tôi mà. Đắc cái mốc gì? Tu cái gì? Chứng cái gì? Cái mình đã có rồi mà đi tu, đi chứng, nó đắc cái gì đâu. Nó nằm ở trong sắc thân không đầy hai thước này. Thành ra Lục Tổ Huệ Năng mới nói: sao không ngay cái sanh tử nhận lại cái vô sanh? Nhận lại đâu có pháp môn, đâu có ai dạy mình, đâu có thầy, đâu có lai rai, đâu có tự tự, đâu có thời gian, không gian gì đâu. Nhận là nhận ngay bây giờ và phải đấy. Với Lục Tổ độc đáo đó. Xong ngay cái sanh tử nhận lại cái vô sanh. Vô sanh là bất tử đó. Xong ngay xong cái sanh tử nhận lại cái bất tử. Sao không ngay cái vô thường mà liễu tri cái chân thường? Là dùng cái liễu tri. Liễu tri tức là Như Lai. Thức tri, tưởng tri, thức tri, thắng tri, tuệ tri, liễu tri. Liễu tri là gì? Là tùy thuận, là thị hiện, là tự tại, là nhậm nhận với cái vô thường. Có gì đâu mà phải sợ nó. Sống nó lên cao, mình cứ lên cao theo. Sống nó dìm xuống thì mình cứ dìm xuống theo. Mình tức là sống. Mình đã là sống là còn sợ sống cái gì nữa. Thì ông Quyền Giác quỳ xuống lại liền. Quỳ xuống lại liền. Cái này mới chánh cống là tổ. Không có pháp môn. Ngay trong cái sanh tử, nhận ngay trong sắc tâm sanh tử này có cái bất sanh, bất tử ở trong đó. Ngay trong cái cuộc sống vô thường của pháp chấp này đây đó, mình tùy thuận với nó. Mình nhậm dẫn theo nó, mình tự tải trong nó. Rồi địa ngục thì cứ vào địa ngục, ngạ quỷ chứ ngạ quỷ, xúc sanh cứ vào xúc sanh, còn người trời cứ vào người trời mà đừng dính mắt nó thôi. Cứ nhậm dẫn theo nó. Thế là Viên Giác bị xuống lại liền. Rồi xin ở hầu tổ. Tổ yên lặng chấp nhận. Chấp nhận rồi đã chừng 2 tiếng hồ thì ông lại tổ ông xin về. Tổ độc đáo nha. Mới nghe tổ làm vậy. Ngài mới hỏi: về sao mau chóng thế? Thì ông biết là tổ gài mình nữa. Tổ đi về tư tưởng, ngài kéo về Bát Nhã. Tổ đi tư tưởng, ngài kéo về Bát Nhã. Tổ thử cái ông này có sống ở Bát Nhã hay không, hay là sống tư tưởng. Nó về sao mà mau chóng thế? Thì Huyền Giác nhận được cái mũi dao đâm vô mình liền, gạt liền. Vốn mình không động mà lấy gì mau chóng? Cái xác thân này thì con có đi có về, còn cái dòng nước, cái nước bản thể của con với ngài có đi về đâu? Nó không từ đâu đến mà nó cũng chẳng đi về đâu. Con đâu có sai ngài. Cái xác thân này con tạm đi về, chứ còn cái bản thể con vẫn vậy thôi. Vốn mình bất động mà lấy gì mau chóng? Thì Lục Tổ kéo trở về cái hiện tượng giới là sống. Ngài kéo trở về bản thể. Vốn mình chẳng động lấy gì chống chạy. Thì Lục Tổ đâu phải vừa. Ai biết không động? Không động mà ai biết là không động chứ? Nếu tôi không động mà tôi biết dùng tư tưởng để biết thì đó là động nữa rồi. Cái tịnh đối với cái động thì cái tịnh này cũng là hình thức trá hình của động thôi. Ai biết không động?
thì quyền giác đâu phải tay dừa. Chính nhân giả sanh tâm phân biệt. Ngay cái dòng nước này là không có sóng, Ngài chặt ra thành cái lượng sóng. Tự Ngài sanh tâm phân biệt, đâu có ai. Cuộc đời là cuộc đời, nó không có vấn đề. Mà Ngài bắt đầu đặt vấn đề cuộc đời, rồi Ngài đòi giải quyết vấn đề thì chết rồi. Cái ngay cái đặt vấn đề là đó là sai rồi. Mình thấy rõ cái tiến trình khởi ra vấn đề thì đừng dính mắc vào vấn đề, thế là giải quyết. Giải quyết bằng cách không giải quyết gì hết. Đọc đó chưa? Giác nói, vốn mình chẳng động lấy gì chống chạy. Ai biết không động? Tự tổ sanh tâm phân biệt. Cái dòng nước người ta tổ chặt ra thành cái lượng sống. Người cổ đặt cái lượng sống đó hỏi làm sao mà cải sửa lượng sống này. Mà lượng sống từ đâu có? Là từ chứa ai này? Người ta không có vấn đề mà lượng tổ mới đặt thành vấn đề. Bây giờ coi giải quyết cái gì? Thì tổ hiểu liền. Tổ kéo về tư tưởng, Ngài kéo về bát nhã. Tổ kéo về tư tưởng, Ngài kéo bát nhã. Tưởng vậy là êm đâu, đâu có êm. Tổ mới khen, ông thật sự hiểu được cái ý vô sanh. Thì ông biết là tổ đâm mình nữa. Mình đỡ ngọn dao đó, rồi tổ lấy ngọn dao khác, tổ bọc nhung lại, tổ lụi mình. Mà nếu mà qua cái nhung này nó đâm vô tới tim mình. Tổ khen, ông thật sự đã hiểu được cái ý vô sanh. Ông nói vô sanh mà có ý nữa sao tổ? Nói vô sanh là bất tử rồi mà còn có tư tưởng bất tử nữa sao? Tư tưởng bất tử thì bất tử này bất tử của tư tưởng, chứ không phải bất tử bất nhã. Bất nhã là bất tử, là bất tử. Dòng nước là dòng nước, mà dòng nước còn có sống biết dòng nước. Sống mà làm sao biết dòng nước được? Để vô sanh là vô sanh mà ông tự hiểu được cái ý vô sanh. Vô sanh mà có ý nữa sao? Thì tổ cười, nhưng mà đâu có vừa. Vậy nên đâm thêm một dao nữa. Nếu không ý thì ai phân biệt đây? Câu này, câu cuối cùng đâm chết Nguyên Giác. Nguyên Giác đâu phải tay dừa. Nếu không ý thì ai phân biệt đây? Nãy có một cái ý, bây giờ thêm chứ ai nữa. Ở trên ai bị gạt bỏ, giờ cái ý bị gạt bỏ, giờ Ngài nối ý ai vô đó. Câu này bác nữa là chết. Nếu không ý thì ai phân biệt đây? Vậy một vị A-la-hán, một vị đắc quả rồi không phân biệt cái này người nam, cái này người nữ, cái này mặn ngọt, cái này chua cay sao? Như vậy là đất đá không biết gì, một bậc Như Lai là ăn đồ ngọt không biết ngọt, ăn đồ chua không biết cho, ăn đồ cay không biết cay, ăn đồ ngon không biết ngon, ăn đồ dở không biết đồ dở sao? Thì Nguyên Giác biết là nó đặt mình cái nước cuối cùng, đây là cái gián bài cuối cùng đánh chết mình. Thì Nguyên Giác trả lời, bạch tổ, phân biệt thì có, một người đắc quả vẫn phân biệt như thường chứ. Biết đây là gà, đây là vịt, đây là người ta, đây là món đồ ngon, đây là món đồ ngọt, đây là món đồ dịu, món đồ cay xé, món đồ ngon, món này không ngon, vẫn biết chứ. Phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý. Phân biệt thì có, không phải là ý. Bậc thánh thì người ta phân biệt bằng bát nhã, còn mà phàm phu tư tưởng phân biệt bằng tư tưởng, mà tư tưởng thì chưa có bát nhã. Còn bát nhã thì thấy rõ tư tưởng, thì thấy rõ là cũng phân biệt giống hệt, nhưng mà không dính mặt. Thành ra mình thấy này, tôi nói thôi, ở lại một đêm đi, mai hãy về. Rồi Nguyên Giác ở lại một đêm, thế là tới đây chấm dứt. Tổ đâm ba lần, lần trước ông gạt được, lần thứ nhì gạt được, lần thứ ba không gạt được. Ông bắt đầu xác nhận liền, bậc thánh nhân vẫn có phân biệt. Phân biệt này giống tư tưởng không? Nếu giống là sai, mà nếu không giống là trật. Mà cái khó của Phật giáo, thành nên ta thường nói tôi chơi chữ. Giờ nói sao bây giờ? Bây giờ thí dụ tôi phân biệt món này ngon à? Bây giờ tôi biết tôi phân biệt món này ngon. Thì nếu tôi phân biệt món này ngon là tôi lấy tư tưởng phân biệt. À, món này nó bùi, nó ngọt, thì nó béo, tôi thấy tôi thích nó. Thì cái tư tưởng nó nhận được cái tư tưởng, cái bát nhã đó, lặng lẽ nó nhận được tư tưởng đang phân biệt. Thì nó như tư tưởng đâu có khác. Nó có như cái kiến này, đó, bao nhiêu tư tưởng phân biệt thì nó nhận được hết, nhận một cách toàn diện đấy. Không có nhận lơ tơ mơ được.
không có nhận phiến diện được, mà nhận toàn diện cái con người đó. Tư tưởng tôi đang phân biệt là cái này ngon, cái này dễ chịu, ăn vô thấy có cảm giác lân lân. Thì cái bát nhã nó cũng nhận thấy tư tưởng, nhận thấy món đồ dễ chịu, món đồ lân lân. Nhưng là đó là của tư tưởng chứ không phải của bát nhã. Bát nhã nhận hết trơn toàn diện cái đó. Thì nói bát nhã không biết là không đúng. Tư tưởng biết 100% thì bát nhã cũng biết giống hệt 100%. Nhưng mà tư tưởng thì dính mắc. Còn bát nhã nó nhận rồi nó phản trả lại, nó không dính mắc cái tư tưởng nữa. Thành ra bát nhã thì bao trùm tư tưởng, mà tư tưởng chưa giới cho bát nhã được. Thành ông nói phân biệt thì có, một thánh nhân có phân biệt như phàm phu vậy đó. Nhưng mà phàm phu hay phân biệt cái này ngon thì kiếm ăn nữa, còn cái này dở thì xô bỏ, có thể nổi sân đá bỏ. Còn một thánh nhân vẫn biết cái này không ngon nhưng mà không có nổi sân. Nếu mà không bệnh vẫn ăn như thường, thì vẫn biết giống như phàm phu. Nhưng mà phàm phu biết thì dính mắt, mà dính mắt nếu thỏa mãn thì tháo, mà không thỏa mãn thì sân. Còn không dính mắt mà nếu mà không có vấn đề thỏa mãn, cái sân tham không có, mà không có thỏa mãn thì cái sân không có, mà sống một cách bình thản lặng lẽ thế thôi. Thành ra tôi khoái dùng cái chữ lặng lẽ. Hình như hết giờ phải không? Chưa, còn 10 phút nữa. Đó thì quý vị hiểu về đạo Phật chưa? Thành ra đạo Phật là cái gì? Thì chúng ta không thể nói đạo Phật là cái gì hết đó. Mà đạo Phật là tất cả. Chúng ta hỏi biển là cái gì? Biển không là gì hết, mà nó là tất cả, nó là sông, dòng nước biển, nó là nước biển, là dòng nước biển, là tất cả các loài sông. Thành ra định nghĩa đạo Phật là không thể định nghĩa được. Thành ra tôi kể lại cái câu chuyện này, quý vị thấy là nếu mà chúng ta không học duy thức, không đi vào 15 hạng chúng sanh, chúng ta không giải thích được. Những câu đối đáp thật là nó thắng chặt một cái, kéo về tư tưởng một cái, kéo về bát nhã. Nếu mình học 15 nhân sinh, mình thấy rõ ràng, sáng tỏ hoàn toàn. Nhưng khi quý vị hạ thủ công phu, quý vị chết đứng. Nó không phải giống như cái trình ngôn từ lý thuyết nghiền ngẫm vậy đâu. Khi vô thực chứng sống là quý vị mới thấy nó một trạng thái mờ mờ. Mà nếu không có huệ năng đó thì chưa chắc là quyền giác mà chứng đắc được. Ông còn mê mờ giữa cái bát nhã như tư tưởng. Hai cái nó giống hệt thôi. Mà khi đã chứng tỏ rồi thì ông sáng tỏ liền. Từ đó ông đi thẳng tới luôn. Thầm đó ông viết cái bài chứng đạo ca đó ha. 18 nước dịch ra tiếng của nước mình. Bây giờ chắc có lẽ 20-30 nước. Thì ở đây ông Trúc Thiên ông có ghi lại. Ông có giới thiệu về cái đó. Tôi đọc hồi đó tôi không hiểu. Rồi sau này nghiên cứu 15 hạng chúng sanh này tôi mới hiểu hết, tôi nói hay quá. Nhưng mà khi thực chứng này tôi chơi dối. Bây giờ hỏi tôi đắc cái gì, tôi nói tôi không biết đắc cái gì hết. Mà hỏi tôi không đắc, tôi nói không đắc thì tôi dám quyết định là tôi chưa đắc cái gì hết. Còn đắc thì tôi không có quyết định được. Giữa mê và ngộ là tôi không hiểu được. Thì chúng ta thấy là khó đấy, nhưng mà phải đi thôi. Phải đi thôi. Bởi vì chúng ta thấy rằng dầu nó sai mà nắm được cái bản vẽ rồi thì gõ mãi thì cửa sẽ mở. Đi té rồi ngồi dậy, té rồi ngồi dậy, té rồi ngồi dậy nữa. Mà nếu mà đắc quả nhập lưu thì khỏe đấy. Đây là giải thoát đầu tiên, cũng là giải thoát cuối cùng. Đại nhập lưu là phân biệt giữa tư tưởng và bát nhã một cách khá rành rẽ. Khá rành rẽ đó, chứ không phải là hoàn toàn rành rẽ. Tới A-la-hán mới phân biệt rõ ràng. Thì ở đây phải có thầy sáng, có bạn lành. Cuối cùng là chúng ta cũng phải có tăng thân thôi. Thành ra một cái bất hạnh lớn nhất của chúng ta đó là sanh ra đời không gặp Phật. Trong bốn cái nan mình được ba cái rồi. Quý sư với tăng ni đây là chúng ta, còn cư sĩ thì có ai à? Sư tỷ là kẻ lỡ hội đường. Đừng có buồn tôi hám. Cái này là khất sĩ Minh Đăng Quang, tôi lặp lại thôi. Tăng ni mà không chứng đắc thánh quả là một cái lỗi rất lớn. Tứ nan: nhân thân năng đắc, thiện duyên năng ngộ, Phật quốc năng sanh, Phật pháp năng dân. Nhân thân năng đắc, được thân người rất là khó, quý vị được hết à? Nam nữ quý vị cái tăng ni thì được hết. Thiện duyên năng ngộ là sanh ra được căn lành đầy đủ mà được ở Phật pháp.
căn lành đầy đủ đây, đây căn lành đầy đủ, không có thiếu con mắt, thiếu lỗ tai, hay là méo cái miệng, hay là gãy một cái tay chân, không có. Tăng ni nam nữ gì đây hầu hết là được hết, thiện duyên năng ngộ, chỉ còn xuất gia nữa thôi. Mà tăng ni được xuất gia cư sĩ là căn lễ hội được, còn bị tại gì bởi. Mà cư sĩ làm sao mà đủ điều kiện để tu, nào lo cha nào mẹ nào anh em nào bổn phận nào quyền lợi đủ thứ hết. Tăng ni không có quyền lợi, không có bổn phận, nghĩa là có vô số bổn phận đấy, mà vô số bệnh thì khỏe thôi, không có gì hết. Có nghĩa là phải có tất cả. Ai mà khôn hơn Thái sĩ Sĩ Đạt Ta, vàng son gấm dốc sang hà đều ở trong tay ngài hết, mà dám bỏ ra lang thang đi, không nhà không cửa, không tiền không bạc, không vợ không con. Thành ra sư trưởng thấy cái chỗ đó hay, các con bỏ tất cả sẽ được tất cả. Không ai nghèo bằng người khất sĩ, và không ai giàu hơn người khất sĩ. Minh Đăng Quang qua sự lý coi, nghèo tới không có một đồng xu dính túi, giàu tới có cả vũ trụ. Chứ vậy giờ ban cái bác một y, bác lang thang đi chọn chết đói tôi chịu. Sống rất là đơn giản, đi đâu cũng cho được hết, cả cái Thiên Chúa tinh lành gì vô nó cũng cho. Tôi đi một lần bị vô hồi ông Diệm á, hồi đó là căng á, tôi quan bác tôi thích lại nhà thờ lắm, có cái xóm đạo có con đường đi vô. Chàng thanh niên ra giang tay đi ra, thứ tay chân đầy đủ mà đi ăn mày, ở đây là xóm đạo không có để đâu. Tôi kẹt rồi, giờ mình đi tới nữa nó đánh, mà lui thì người khất sĩ là tới không có lui. Mình đâu có làm gì, giờ nó can, giờ mình đi qua là nó đánh mình đó. Bây giờ mình thuật lui thì không có bước lui, dòng con người thiện tính mà biểu để bác cũng không thể đi lui lại được. Đi tới là đi, hoặc đứng lại chờ người ta đem tới, chứ không bao giờ đi lui trở lại. Tôi thấy bây giờ chứ một là chỉ có tiến tới thôi, mà vô tình nó quánh mình là thấy mồ, nó kịch khổn bự con, mà đưa cái tay những cái đường hẻm thì có hai ba thước, ta phải đưa vậy đi chỗ đâu đi. Tôi ngồi suy nghĩ chút rồi thôi lủi đầu tôi đi. Mà mai có một cô ở trong nhà chạy ra, mày làm cái gì kỳ vậy, người ta đi ngoài đường lộ, người ta có xin mày cái gì, người ta có nói cái gì đâu, người ta đi như người đi đường vậy, mày không cho thì thôi tao cho nè. Tôi đem cái gói xôi vô tao cho nó, mày đi ạ, mày đó mà cản nữa tao mét cha một cái là mày chết. Nó xếp về nó bỏ nó đi. Thì chúng ta thấy nếu mà mình tu chân là có chư thiên hộ thôi, mà cô đó là con giáo. Rồi tôi chở ra đi, bác chở ra, đầy bác rồi chở ra, nó gặp nó hỏi sao làm ăn khá không? Phải ông làm ăn khá không? Thì thôi, thì hôm nay chúng ta lại bắt đầu bài giảng. Thì chúng ta hôm trước đã giảng từ địa ngục, địa ngạ quỷ, súc sanh, bốn đường ác cho tới Như Lai. Hôm nay chúng ta bắt đầu giảng từ trên xuống dưới. Thì Quý thì thấy nó có cái phần hơi giống và hơi khác một chút. Thì bên trên thì chúng ta nên nhớ đó, Phật thì có thứ bốn thứ Phật, A-la-hán kêu là Phật rồi đấy. Còn nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai thì chưa phải là Phật, vì còn luân hồi. Nhập lưu còn luân hồi về cõi trời, người dục giới bảy lần. Nhất dẫn lai sanh về cõi trời, sắc giới một lần. Trong kinh nói hậu rành kêu là có dục. Chúng ta nên nhớ có hai thứ dục, ba thứ dục. Dục của dục giới, dục của sắc giới và dục của vô sắc giới. Nó mới rõ. Thành ra nghiên cứu 15 chúng sanh mình thấy nó rõ rành hơn. Chứ trong kinh thì nói sơ sơ, đó tư tưởng đâu là cõi nhất dẫn lai, nó còn trở về cõi người trời dục giới một lần. Thật ra không có trở về cõi người trời dục giới nữa, mà trở về dục của sắc giới, tức là sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Nếu mình thấy so sánh từng thánh thì mình thấy rất rõ. Còn không lơ mơ là mình lạc vào ngũ âm ma, vì nó khó. Thành ra 15 hạnh chúng sanh rất là quan trọng. Còn bất lai đó thì vĩnh viễn không trở về bốn đường ác, người, trời dục giới và trời sắc giới, nhưng còn lọt vào tứ thiền của sắc giới. Nên nhớ tứ thiền đây cũng của sắc giới. Rồi A-la-hán trừ năm kiết sử đó là sắc giới vô sắc, ngã mạng phóng vật vô minh. Như vậy là không rành. Phải nói A-la-hán trừ tứ thiền của sắc giới,
và tứ không. Bởi vì tam thiền của sắc giới đó, Bất Lai đã trừ xong rồi. Đây không phải là trừ, mà thấy rõ thì đúng hơn. Cái đạo Phật không có trừ cái gì hết á. Và tôi xin thưa một cái nữa, là cái này là cái nghiền ngẫm tham thiền của tôi thôi. Hồi xưa giờ tôi thấy tất cả đều lầm, và chính tôi cũng lầm. Rồi sau một thời gian tôi đi Đà Lạt thì tôi thầm hội được. Thì tôi xin thưa quý vị là để làm cái chất liệu thôi nhé. Nó khó hiểu, nhưng mà tôi thấy nó phải vậy. Là cái từ địa ngục mà cho tới cõi phi tưởng, và sự dung nhập giữa tư tưởng và bát nhã, từ nhập lưu cho tới Như Lai, thì dường như không bao giờ dứt. Dầu cho đắc quả A-la-hán rồi, thì cái tam giới, cái từ địa ngục tới phi tưởng, tới nhập lưu, tới Như Lai, bao giờ nó cũng chuyển như vậy thôi. Thành ra một vị A-la-hán nhập diệt thọ tưởng định thì các ngài dứt đi tam giới. Thật ra tam giới vẫn còn bời bời. Nếu các ngài trở ra thì tam giới cũng vẫn còn. Và khi đắc quả Như Lai rồi, thì toàn thể pháp giới này từ địa ngục tới Như Lai cũng vẫn còn. Hồi đó tôi tưởng là A-la-hán là hết tam giới, vĩnh viễn hết tam giới, Như Lai thì vĩnh viễn hết pháp giới. Nhưng mà tôi nghiên cứu kỹ thì đạo Phật không có mất một cái gì hết trơn á, cũng trở lại hoàn toàn thôi. Thành ra từ mà địa ngục tới Như Lai pháp giới đó, thì một vị Như Lai vẫn còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la như thường. Nhưng mà có điều là các ngài không dính mắt. Cái độc đáo của đạo Phật là chỗ đó. Thì nếu chúng ta không hiểu như vậy thì mấy cái câu này là khó giảng. Câu mà của ông Bạch Ẩn ấy, và của sư gì hỏi đó, thì nằm trong 10 câu của Bạch Ẩn đó. Đó là những câu bí hiểm nhất và những câu bí mật nhất. Thì nếu mình nghiên cứu 15 hạng chúng sanh này kỹ thì mình thấy bật mí hết. Là tất cả chư Như Lai Phật nào cũng phát nguyện rằng, nếu còn một chúng sanh đau khổ thì ta nguyện không thành chánh đẳng tánh giác, tức là không thành Phật. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ nói như tôi còn đau khổ nè, thì Phật Thích Ca, Phật A Di Đà không thành Phật được nếu lời nguyện của ngài như ngài vậy. Là ngài nói dốc. Vô lượng chư Phật đã thành Như Lai, thành Phật hết rồi, mà mấy vị đây với tôi cũng vẫn còn đau khổ đây. Chúng ta chưa đắc A-la-hán đâu. Chỉ có A-la-hán là hết khổ cho cá nhân, còn Bất Lai trở xuống còn đau khổ. Như vậy lời phát nguyện của chư Phật là nói dối. Nhưng mà tôi nghiên cứu kỹ 15 mạng chúng sanh là tôi thấy các người nói rất là thật. Nhưng mình không hiểu là tại mình ngu, nó có vậy thôi. Thì tôi đề nghị vậy thôi, quý vị nghiên cứu lại cái này, quý vị sẽ thấy câu trả lời trong 15 mạng chúng sanh. Mà phải nghiền ngẫm sâu à, tức ngồi thiền 3-4 tiếng, 5-6 tiếng á. Quý vị ôn tới ôn lui cái này, quý vị sẽ thấy tất cả câu hỏi đều nằm trong đó. Một cái tư tưởng, một cái bát nhã, cái tư tưởng, cái bát nhã. Thì con đường đi nó đã sáng tỏ, nhưng mà khi đi vô đó thì nó không sáng tỏ đâu. Nó không sáng tỏ như là mình trình bày vậy đâu. Thì thôi giờ chúng ta trở lại, tôi không có giảng hết đâu. Quý vị tự kiếm ơn ạ, tôi đã nói trước á. Tôi cái gì tôi cũng kêu mà gợi ý. Tôi chọc tức quý vị để quý vị tìm ơn thôi. Còn quý vị tìm lấy câu trả lời ở trong này, nghĩa là tôi đã trả lời hết rồi. Nhưng mình phải giá díu chấp cái này qua cái kia thì câu trả lời nó sáng tỏ trong đó. Chỉ đây là hết cả pháp giới, hết cả toàn bộ kinh Nguyên Thủy, kinh Tiểu Thừa, kinh Đại Thừa đều gom ở trong này hết. Nhưng mà cái nghiền ngẫm là tự cá nhân của mình. Thì chúng ta nhớ, thì giờ chúng ta trở lại, thì Phật đó là Như Lai, còn Bồ Tát thì Bồ Tát Phật, tức là Đức Quan Âm, Đại Thế Chí, những gì Bồ Tát giáo hóa cũng đều là Phật hết. Mấy vị này là chấm dứt luân hồi, không còn đầu thai nữa. A-la-hán cũng Phật, Bích Chi Viên Giác hay Độc Giác cũng là Phật. A-la-hán Phật, Bích Chi Viên Giác, Độc Giác Phật, Bồ-Tát Thánh là Bồ-Tát Phật, rồi Như Lai Phật, ta kêu là Phật Tổ, bốn vị này đều Phật hết. Thì từ A-la-hán lên là Phật tự độ, Bồ-Tát là Phật tự độ, độ tha. Rồi Như Lai là giác hạnh viên mãn đã xong rồi. Thì chúng ta phải hiểu. Thành ra vị Phật nào cũng phát nguyện độ hết chúng sanh đó chứ. Còn một chúng sanh đau khổ là các ngài nhất định không thành Phật. Nhưng mà bây giờ các ngài thành hết rồi, mình còn đây la trời. Cái chuyện của ngài là ngài nói dốc thôi. Nhưng mà tại mình ngu, các ngài nói rất thật.
nói rất thật. Thành ra những vị thiền sư mà giết đệ tử chết đó, hồi đó là tôi không có chịu vấn đề thiền tông đâu. Mình thấy nó tàn nhẫn vô nhân đạo, nhưng mà thật sự rất là từ bi. Không ai từ bi hơn mấy vị thiền sư mà giết đệ tử. Cái đạo Phật nó khó hiểu cho vậy. Nhưng mà nghiên cứu cái này thì mình thấy nó rõ, mình thấy nó rõ. Thì chúng ta biết Như Lai nó theo cái này Đại Bát Niết Bàn của Kinh Đại Thừa đó, thì Phật có ba thân, thì cái này mới giải quyết được. Theo kêu là tam thân mà tứ trí. Còn Kinh Kim Cang đó thì tam tâm mà tứ tướng. Tam tâm nó tức là cái câu hồi sáng chúng ta học đó, sanh tử là đại sự, vô thường mau chấm lắm. Thì sanh tử đó là tam tâm, vô thường đó là tứ tướng. Nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh, thọ giả. Đúng ra có ba tướng này, mà Kim Cang làm tới bốn tướng. Ta, người với chúng sanh. Người cho, người nhận và chúng sanh. Giờ cách thức cho. Còn đây đó là tôi tu và đối tượng mà tôi tu. Rồi pháp môn, vô lượng pháp môn để tôi đạt tới Niết Bàn. Và thời gian đạt Niết Bàn bốn cái. Nhân là người khác, là đối tượng Niết Bàn. Ngã là tôi. Chúng sanh là vô lượng pháp môn để đạt tới Niết Bàn. Thọ giả là thời gian đạt Niết Bàn. Tất cả đều là gạt hết. Tứ tướng đều là gạt hết. Còn tam tâm nó là quá khứ tâm, hiện tại tâm, vị lai tâm. Dối gạt hết. Không có tam tâm mà không có tứ tướng đâu. Thành đạo Kinh Kim Cang độc đáo đó. Ông Đức Sơn mà ổng mang cái Kinh Kim Cang mà sớ giải, ông lên đi kiếm ông Long Đàm. Long Đàm là nối truyền của bên Nam Tông, tức là Huệ Năng. Ông nổi tiếng, ông chiếm hết một cái vùng núi, hơn cả 800-900 tầng ở trên đó. Thì Đức Sơn đó là tu bên Bắc Tông, theo cái vấn đề ông Thần Tú đó. Ông nói trong kinh nói là Đức Phật phải tu 3 A Tăng Kỳ Kiếp. Mà một A Tăng Kỳ Kiếp đó là một tiểu kiếp là 16.800.000 năm. Nhân cho 1.000 năm là một trung kiếp. Một trung kiếp nhân 1.000 năm là một đại kiếp, tức là A Tăng Kỳ. Mà phải 3 A Tăng Kỳ vậy cả tỷ tỷ kiếp mới thành Như Lai. Mà ông Long Đàm là đệ tử của Huệ Năng dám nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Tu ngay bây giờ thành Phật, ngay bây giờ kiến tánh thành Phật. Ông mới quẩy cái tù ti, cái gói hành lý đi lên trên đó kiếm Long Đàm. Tạm mà phá cái ổ phá Phật Pháp này. Ông cho Long Đàm là phá Phật Pháp, là đạo tặc trong Phật Pháp. Lên tới núi rồi, cái núi cao quá, ông leo nửa chừng đói bụng quá. Thì gặp cái bà lão bán quán đó. Bà nói là lão bà cho tôi ăn cái gì, tôi đói quá. Ông nói ngày gì kiếm ai, nói tôi đến ông Long Đàm. Để tôi phá cái ổ ăn cướp mà phá Phật giáo này. Ăn cướp phá Phật giáo này. Nó nói tôi nhất kiếp ngộ nhất thời. Đức Phật nói ba A Tăng Kỳ Kiếp mới thành Phật. Mà nó giống tôi ngay bây giờ. Đầy Phật ngay bây giờ. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Quãi ra tù tì thì bà lão nói là cụm dữ A. Cụm dữ A vô đây. Thì sư vô đây. Muốn ăn cái gì có hết. Cháo có, bánh bao có, hủ tiếu có, mì có. Nhưng mà đại đức quải cái gì mà nói tôi quải cái Kim Cang sớ sao để phá khẩu ăn cướp này. Thì bà lão nói cụm dữ à, thôi đại đức ngồi xuống đi. Bây giờ lão già này hỏi đại đức một câu, nếu đại đức trả lời được là giờ xin cúng dường, còn không thì mời đại đức ra khỏi quán. Thì trong Kinh Kim Cang có nói rằng quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại cái tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Đại đức điểm cái tâm nào? Ông Đức Sơ là chớ chớ. Thì mình sớ sao Kinh Kim Cang, cái câu đó là cái nồng cốt của Kinh Kim Cang. Quá khứ tâm không có, hiện tại không có, vị lai không có, chỉ có cái tâm hiện tiền. Ông chớ giới, ông ngồi suy nghĩ. Mà lão nói một phút nghĩ si mây bay ngàn dặm, mời ra Đức ra khỏi quán. Rồi ngồi suy nghĩ để trả lời bà lão. Bây giờ mình điểm cái tâm nào? Mình nói mình điểm tâm mà tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai không có. Mình điểm tâm là điểm cái tâm nào? Ông ngồi suy nghĩ để trả lời câu bà lão. Bà lão đuổi ra khỏi quán liền, mang cái bụng xếp ve đi leo lên trên núi. Leo lên trên núi là gặp Long Đàm đang ngồi thiền ở bên cái đầm rồng. Ông độc đáo, ông lợi đó có con rồng ở dưới, nó lên nó quá hiện, nó quậy nó, rồi nó xuống, nó biến hình nhỏ xíu, nó chung vô cái đầm đó, nó trốn. Rồi lâu lâu nó lên, nó hiện, nó phá dân chúng ở đó. Thì Long Đàm đến mới là kêu nó,
nó hiện lên, nó hiện lớn, nó gọi cho ông thấy. Ông nói, mày hiện lớn được, mày hiện nhỏ được không? Nó dư sức, hiện nhỏ thử coi. Nó hiện ra bằng cái con thằng lằn nhỏ xíu. Rồi Long Đàm mới dở cái bát, mày dám chung vô bát không? Nó nói vậy thôi, nó nhảy vô đút con bát, ông lấy nó, ông đẩy lại. Nó ra không được, ra được mới năn nỉ. Năn nỉ mới tổ nói bây giờ phải quy tâm bảo, thọ năm giới. Nó chịu, ngài mới thuyết pháp, ngài truyền giới cho nó. Xong nó thọ giới rồi, cái nhỏ bát ra nó đi luôn. Từ đó yên rồi, đặt cái tên ngài là Long Đàm. Đàm là cái đầm mà thâu phục con rồng. Rồi từ đó dân chúng ở đó mới cúng nguyên cái núi cho ngài. Thì lên đó thì thấy ngài đang ngồi ở bên cái đầm đó. Thì Đức Sơn mới đi ba vòng lễ mà. Chống gậy cũng giống như ông Viền Giác đó. Chống gậy. Thì tôi đến đây nghe nói Lâm Đàm là cái đầm rồng. Mà đến đây không thấy đầm mà cũng không thấy rồng. Không thấy đầm cũng không thấy rồng. Thì tổ nói là mù mắt ngươi đi. Không thấy tức là thấy, thấy tức là không thấy, tức là thấy, thấy tức là thấy tất cả. Thấy tức là không thấy, mà không thấy tức là thấy tất cả. Nó nói cái gì ngược ngạo. Thấy là không thấy, mà không thấy tức là thấy tất cả. Ông nghe ông chống gậy, ông hơi ngáo. Tổ lấy cái phất trượng đập cho ba trượng. Ông quỳ xuống xin giải thích, tổ không giải. Ông mới xin hầu tổ. Tổ im lặng chấp nhận. Rồi một hôm đó thì ông hầu tổ tới tối rồi. Mà tổ cũng không chịu giải thích nha. Tại sao thấy tức là không thấy, không thấy tức là thấy tất cả. Cái bát nhã nó vậy đấy. Bị bà lão một cái rồi bị ông Long Đàm này cái nữa. Ông đứng hầu tổ. Hầu tới 11, 12 giờ khuya. Tổ nói tối rồi, sao con không về liêu nghỉ đi. Thì ngày mới về. Ngày đi ra, cái ngày trở vô. Nên bạch tổ trời tối thui nhưng mà không thấy đường đi. Tôi nói thì đốt đuốc lắm, là lấy cái đèn chai này xịt cái quẹt này đốt cái đuốc này đưa cho Long, cho Đức Sơn. Đức Sơn đưa tay lấy này thổi cái phục tắt. Rồi ông quỳ xuống ông lại. Ông nói từ nay tôi mới biết là Phật tổ là dối gạt chúng sanh. Phật tổ dối gạt chúng sanh. Long Đàm hỏi ông ngộ cái gì. Ông quỳ xuống nói từ nay tổ đừng có mong gạt con nữa. Ngài đập cho ba phát trưởng rồi ông đi ra. Từ đó ông leo trên núi, ông tu, ông chuyên môn hát đó. Hát biết bao nhiêu người ngộ. Thôi chúng ta trở lại, mà biết ngộ cái gì không? Còn những cái tôi đã giảng đấy. Ba lần thì cái lặng lẽ thôi, chứ không có gì. Tôi là Phật Pháp. Nó Phật Pháp mình tưởng Phật Pháp cao xa lắm, nghe đâu Phật Pháp cũng chẳng có gì đó. Chẳng có gì. Thì tu đã rồi pháp môn này cuối cùng là còn có một cái lặng lẽ mà. Có nhiêu đó thôi. Không có pháp môn nào hết. Đừng có phê phán, đừng chỉ trích, lặng lẽ nhìn tất cả các pháp biến hiện, các pháp chuyển biến như thế nào, nhìn nó như vậy. Nhìn thân như thân, nhìn các kiểm thọ như các cảm thọ, nhìn tâm như tâm, nhìn pháp như pháp, thân thọ tâm pháp, thì lặng lẽ nhìn sự chuyển biến của nó. Đừng đặt vấn đề. Đặt vấn đề là chết. Nhưng mà khi đặt vấn đề, biết vấn đề từ đâu mà có, thấy rõ cái diễn biến, cái tiến trình mà đặt vấn đề rồi, thì chúng ta không dính mắc vào vấn đề nữa. Thì đó là giải quyết xong. Giải quyết bằng cách nào? Bằng cách không giải quyết gì hết. Đó là cách giải quyết độc đáo toàn diện của Đạo Phật. Thôi giờ chúng ta trở lại cái này. Thì chúng ta thấy Phật thì đó là Pháp Thân. Còn Pháp Thân Phật thì có ba thân. Thì táp bát thức chuyển thành tứ trí, tứ trí chuyển thành tam thân. Bát thức là gì? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Bên tiểu thừa có sáu thức thôi. Tới đại thừa thêm mạt na thức, a lại gia thức là tám thức. Tám thức là nguyên nhân của luân hồi sanh tử. Tám thức này mới gom lại thành tứ trí. Thì năm thức đầu, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, biến thành sở tác trí. Năm thức gom lại thành có một thôi. Thành sở tác là gì? Thành sở tác là bất cứ hiện thân nào đó ha, thì một cách thành thục, tức là các căn lành rõ ràng. Thấy Bồ Tát nó muốn hiện thân nào thì thân đó, mắt tai mũi lưỡi, muốn cho nó bệnh hoạn thì bệnh hoạn, muốn cho nó sáng tỏ thì nó sáng tỏ. Chỉ có mình Như Lai là nâng thân đẹp.
Đức Phật Thích Ca chúng ta là Như Lai hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Bồ Tát không có được cái đó. Nhưng mà cái lúc cuối cùng hãy niệm con sư tử Chúa thì sư tử lông vàng, con voi thì voi Chúa. Đó là kêu bằng năm thức đầu, mắt tai mũi lưỡi thân chuyển thành thành sở tác trí. Sở tác là muốn làm cái gì một cách thuần thục vượt hết trơn. Còn thức thứ sáu đó thì kêu là diệu quan sát trí, quan sát tất cả địa ngục ngạ quỷ xương súc sanh, muốn biến hóa thân nào thì biến hóa thân nấy, muốn một thân vô lượng một thân, nhiều thân vô lượng thân cũng được. Tôi muốn biến địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tôi muốn biến người trời, tôi biến ngồi một lúc đây mà tôi biến vô lượng thân, Bồ Tát nhiều thân thôi, thì có đó kêu là diệu quan sát. Quan sát một cách màu nhiệm, chỉ diệu là màu nhiệm. Còn cái thức thứ bảy là biến bình bình đẳng tánh trí, từ nay không còn phân biệt, không còn muốn đi tìm cái nhiều nữa, mà vô lượng pháp môn đều phát xuất từ cái bình đẳng của báo thân, tức là của chân không, của chân không, của báo thân. Rồi cái a lại gia thức đó, tức là tàn thức, biến thành đại viên kính trí, giống như cái gương lớn chiếu soi hết tất cả, thì đây là a la hán. Biến tám thức thành tứ trí, chở a la hán tứ trí mà đi phát ra bồ đề tâm nữa đó, thì thành sở tác trí và diệu quan xứ nhập một. Thành sở tác trí là ứng thân, còn diệu quan sát trí là quá thân. Bồ Tát thì chưa Như Lai phải ứng quá liền, nghe chúng sanh cảm thân nào các ngài ứng quá liền thân đó, tới Như Lai là ứng quá vô lượng thân trong vô lượng cõi. Thành ra cái ứng quá thân đó là của Bồ Tát, còn cái báo thân là của A La Hán, còn cái diệu dụng đó là pháp thân, đó là của Như Lai. Như Lai gom hết trơn. Thành ra chúng ta thấy bình tịnh độ đó cũng khôn, nên để Phật A Di Đà ở giữa. Còn bên tay trái là Bồ Tát Bân Ông, là thuộc về ứng quá thân. Còn bên tay mặt để cho ông gì, ông Quan Âm, rồi Đại Thế Chí. Đại Thế Chí là thuộc về trí tuệ, còn Quan Âm là thuộc về từ bi. Của A Di Đà đó là trừ bi với trí bằng nhau, thành ra một vị A La Hán rồi trở về báo thân, đó là niết bàn tịch tịnh, được cái báo thân của Như Lai thôi. Còn nếu không có làm Bồ Tát thì không thành Như Lai. Sư trưởng cũng đã viết đó, nếu không Bồ Tát là không đắc quả Như Lai. Thành Bồ Tát phải làm những đức Quan Âm. Quan Âm thì thật ra không có người nữ, không có người nam gì hết. Nhưng mà tại sao tượng trưng người nữ? Vì cái lòng từ bi thì người nam không có bằng người nữ đâu. Tình mẹ bao giờ cũng bao la còn hơn cái tình cha. Cha là đứng về dương, người mẹ là đứng về âm. Âm thì bao qua bao trùm hết trơn. Thành ra thường thường mà tượng trưng cái lòng từ bi, người ta tượng trưng bằng người nữ chứ không có người nam. Còn cái tánh tình nghiêm khắc đó, cái trí tuệ đó thì đứng về người nam. Người nam thì 2 với 2 là 4 thôi. Người nữ 2, 2, 4, 2, 2, 6, 2, 2, 8, 2, 2, 10. Thành ra tôi có nói người nữ rất là nhẹ dạ, cái năn nỉ khóc lóc là tha thứ thôi. Còn mấy ông nam không có cái vụ đó đâu. Tha thứ, mày là ăn cướp suốt đời chứ không có thể. Con mà khi người cha từ là từ hẳn đó. Còn người mẹ không có từ mà khóc lóc rồi thì cũng nhận lại thôi. Tình mẹ bao la như biển Thái Bình. Thành ra nói thường thường lại nói về cái vấn đề từ bi này, ta lấy cái Đức Bân Âm thôi. Và lấy về cái trí tuệ ra thì lấy người nam. Ví dụ suy xét, ví dụ mới thấy tại sao mà tôi nói hé chút, tại sao Phật Thích Ca mới nói là người nữ khó tu, phá mất chánh pháp, mà người nữ để đắc thánh quả. Chúng ta coi cái bản 15 mà chúng ta đã thấy rõ trong đó, nhưng mà không có chúng ta mù mờ. Có thì chúng ta thấy Đức Phật nói đúng vậy thôi. Nếu tu là người nữ mau đắc quả lắm, mà không tu thì quậy dữ lắm. Nói vậy đó. Nếu vậy tượng giới thì không người nào mà hiền bằng người nữ, mà không người nào ác bằng người nữ. Giết người bằng cái khóe mắt với cái miệng thôi, chứ không có giết người bằng dao kiếm. Còn người nam giết người bằng dao kiếm á. Người nam mà thù quán một cái thì ra là chém nhà giết chết á.
Còn người nữ không có, không có vụ đánh lộn đâu. Có đó tôi đi vào cũng vậy. Mấy chú trai vô đệ tử của tôi không bao giờ mà có đánh lộn, có bao giờ mà có đi thưa gửi, tôi không bao giờ thưa gửi. Mà nó chịu chơi nhau, nó đủ ra ngoài ruộng đánh lộn, tôi sưng mặt sưng mày. Nổi u vô tôi, vô tôi hỏi mà không bao giờ mép tôi. Tôi vô tôi hỏi sao mặt mày sưng hết vậy? Hai đứa nó ra ngoài ruộng nó đánh lộn ngoài sư. Nó giật lộn nó đánh ngoài thầy. Mà nó vô nó không mép mình vậy đó. Còn mấy đứa con gái đó thì thôi có chuyện hoài, cứ một hai ngày là nhóc hết. Nó vô nó mép mà nó đâu có đánh lộn. Nó nhào vô ôm nó ngắt nó déo không à. Chứ nó không có biết đánh. Con gái nó ngồi không có đánh lộn, nó déo nó ngắt nhào trong bầm mình hết thôi. Thì chúng ta để ý đó. Thì tôi đi dạy con bốn cô là bốn phe. Còn mấy ông thiện nam, mấy ông thầy giáo 10 ông, không có một phe nào hết. Bây giờ tỉnh xá đơn ý cũng vậy thôi. Mấy thiện nam 40, 50, 50, 60 mà không có một phe nào hết đó. Còn mấy cô 200, 300, trời ơi cả 20, 30 phe ở dưới đó. Chết cái ông trừ trị. Thành ra đó tôi mà đi dạy là tôi 50 kg. Lên làm hiệu trưởng có 9 tháng. Còn có 42 kg, mất 8 kg. Rồi sao? Tam thập lục kế dĩ đạo di thượng. Bỏ nhịn sở trốn luôn. Trốn đi tu rồi khất thiệt nè. Năm 66 tôi dạy năm 60 tới 66 à. Tôi làm thầy giáo không à, tới làm hiệu trưởng là mất hết 8 kg. Cực còn hơn con chó nữa. Lo 14 lớp, 10 thầy, 4 cô. 4 cô là 4 phe. Thành ra vô đây là tôi, cái nguyện tôi là không làm trụ trì, không thâu đệ tử. Không có tác quả. Cuối cùng kẹt hết trơn. Làm trụ trì, làm đệ tử. Ngày mai là tôi gặp nhị tổ, tôi học được cái nhị tổ cái lặng lẽ. Không có xử mốt gì hết trơn á. Cái lỗi là ở mình thôi, chứ không còn ở người khác. Thì hãy mấy cô nào mà có xuống mà phe ông đảng xuống mép tôi thì tôi nói đừng có nói. Cái lỗi không phải ở cổ đâu. Mà cái lỗi ở ai sư? Ở tôi nè. Bây giờ muốn phạt cái gì đó thì phạt tôi thì quỳ hương gì tôi quỳ thế cho. Đệ tử hư là tại ông thầy. Con hư là tại cha. Giáo bất nghiêm thì sư chi đọa. Mà giáo không nghiêm thì đệ tử nó hư. Đệ tử hư là do cái đầu máy, đâu phải do cái quan công. Trách mấy cổ không đúng, trách tôi nè. Giờ cô muốn phạt cái gì cô phạt thì tôi sẽ phạt. Tôi sẽ phạt lý đồ. Thì rút êm thôi. Sự nghĩa là êm thôi. Từ đó về sau là không mét nữa. Thì chúng ta thấy là tôi học được nhiều chỗ ở chỗ đó. Cái lặng lẽ chỉ lắng nghe. Đừng có bên nào phải, đừng có bên nào quấy hết. Nếu quấy là mình quấy. Mình dạy nó mình thiếu đức. Thành ra nó mới tùm lum. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật nó có ba thần. Từ bát thức là luân hồi sanh tử của chúng sanh, chuyển thành A-la-hán là tứ trí. Thì năm thức đầu biến thành thành sở tác trí. Thức thứ sáu diệu quan sát trí. Thức thứ bảy là bình đẳng tánh trí. Và thức thứ tám là đại viên kính trí. Rồi khi ra giáo hóa thì ứng hóa thân nhập lại bình đẳng tánh trí với cái diệu quan sát trí với thành sở tác trí, phải nhập lại cái ứng thân và cái hóa thân. Hai cái khác nha. Ứng thân là hiện ra năm năm tướng đầu, mắt tai mũi lưỡi thân, phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn hóa thân là hóa hiện vô lượng thân, trâu bò heo chó người ta, cỏ cây thú người trời, đủ thân hết. Mà không rời cái báo thân nha. Cái báo thân là bình đẳng, dầu có sai biệt thì cũng nằm trong vô sai biệt. Thì hễ mà A-la-hán phát bồ đề tâm ứng hóa thân rồi, hễ một phần độ một chúng sanh, nhiều chúng sanh, thì pháp thân mới hiện ra từng phần. Mà giáo hóa hết trơn thì hiện ra toàn diện. Thành ra trong đại bát niết bàn của đại thừa đó thì cái ứng hóa thân như cái báo thân thì mới kêu đó là trung đạo. Chúng ta thấy Đức Phật có hai lần thuyết về trung đạo. Lần đầu tiên khi mà ngài đắc quả rồi, năm ông ai A Nhã Triều Vương Nữ này, và thuyết đầy phát đầu tiên là thân đạo về sắc thân, tức là về giới luật. Ngài còn thái tử là quá dung dưỡng, không đắc đạo được. Ngài mới bỏ đi tu khổ hạnh cho tới chết giấc, không đắc đạo. Cuối cùng ngài xuống dòng sông Ni Liên, tắm uống bát sữa của bà Sujata, rồi ngồi 49 ngày thành Phật. Thuyết bài pháp đầu tiên đó là trung đạo về sắc thân. Chúng ta coi lại. Rồi trước khi tịch vào Niết Bàn,
thì Ngài thiết cái bãi bát Niết Bàn là trung đạo về pháp thân, về cái tâm linh. Đây là cái cuối cùng của quả Như Lai, tức là cái này trong đại bát Niết Bàn. Chúng ta coi lại chúng ta sẽ thấy trong đó. Thành ra cái ông tổ là Đại Trí Độ Luận đó, ông gì tôi quên rồi, thì mới viết cái bài tóm về cái này. Cái đầu tiên của Ngài đó là ông Gia Xá gì đó đi gặp ông Mục Kiền Liên với Xá Lợi Phất là Bà La Môn Giáo Đại Đạo, thì mới hỏi Gia Xá tu làm sao, thầy ông là ai. Thì Gia Xá nói một câu là nhân duyên sở sinh, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường thuyết như thị, thường pháp thuyết như thị thuyết. Thì đó là Đức Phật của chúng ta là Cồ Đàm, thường nói là các pháp do nhân duyên sanh, các pháp do nhân duyên diệt. Ngay câu đó là hai ông này ngộ, mới đi theo về Đức Phật thuyết, mới đắc quả nhập lưu, bảy bữa sau đắc quả la hán. Đó là trong kinh. Thì cái bài pháp này nói về trung đạo của sắc thân thôi. Rồi tới khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài mới nói về trung đạo của pháp thân. Thì cái gì sẽ không biết không? Thì cái này